Nam thiên đế thích truyền phong sinh ra công chúa đổi dòng lê ra rừng văn châu đề nhị trên ngàn. Tôi tu anh linh.
Thank you.
bốn phương ngồi nhóm để xa thải bạn gió tìm tốt mùa dày bụng lòng gió lắm lại về đây cho nhiều bạn gió say nhờ sang yêu bụng lòng gió nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ chật con nhang khói cùng tờ 30 mùng một ngày 14 hôm rằm 30 mùng một hôm rằm 14